Chị em và các bạn thân mến, hiện nay cà chua đang chính vụ chín đỏ rực cây và bán rất nhiều ngoài chợ. Mùa nào thức đấy, hoa quả chính vụ sẽ bớt đi nỗi lo của thuốc kích thích và chất bảo quản thực phẩm. Chị em hãy cùng với mình cất giữ cà chua để dùng quanh năm. Có rất nhiều cách cất giữ cà chua, nhưng mình thấy rằng nếu cà chua tươi mà để trong tủ lạnh thì lúc lấy ra nó thành nước hết ạ, và ăn không có vị của cà chua nữa. Các bạn thân mến, có hai cách để cất giữ cà chua. Thứ nhất là làm nước sốt. Nước sốt cà chua cần cho một số món mà có nước sốt như spaghetti, nhưng cũng có những món ăn mà quả cà chua vẫn còn nguyên miếng bộ cau ạ, thì như thế món ăn sẽ hấp dẫn hơn, ngon hơn và đẹp mắt hơn. Sau đây mình sẽ cùng các bạn cất giữ cà chua theo cách thứ hai. Còn trong video khác mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sốt tương cà chua thơm ngon. Quả cà chua sau khi được rửa sạch thì mình cắt bỏ những cái phần nó không được tốt đi và bổ cau các bạn ạ. Đấy, cái phần luống thì mình cắt đi và bổ quả cau ra. Cà chua của mình không bóc vỏ các bạn nhé, tại vì cà chua trồng hoàn toàn organic cho nên là vỏ rất là dễ bị bóc ạ. Và cái thịt của nó rất là bột và cực kỳ dễ bị nát. Nếu mình bóc ra thì khi đun lên là nát ngay ạ. Mình không muốn, mình muốn là cái miếng cà chua nó vẫn còn nguyên để khi mình nấu canh thì nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Mình rửa sạch và bổ cà chua làm 4 hoặc làm 6 tùy quả to hoặc nhỏ. Cà chua là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, tạo rất nhiều món ăn thơm ngon, hấp dẫn. Khi chọn mua cà chua, các bạn chú ý là xem cái vỏ của cà chua có dễ bóc hay không, thịt của cà chua có nhiều bột không, có lên cát được hay không. Có những quả cà chua mà nhìn thì vỏ thì đỏ rực chín nhưng mà bên trong thì cứ sườn sượng ấy ạ. Chính tay mình trồng cà chua cho nên là mình biết rồi, những quả cà chua mà không dùng các chất kích thích hoặc là không dùng quá nhiều phân hóa học, chủ yếu là phân hữu cơ ấy, thì quả chua rất là bột ạ, rất là bột, rất là thơm. Các bạn nhìn nhá, năm nay thời tiết thì bị rét cho nên là cái đầu của nó cũng hay bị rám một chút, nhưng mà bên trong cũng rất là ngon ạ, không bị ảnh hưởng gì đến chất lượng cả. Nếu như mình không nấu chín mà mình cấp đông luôn vào tủ lạnh ấy thì quả cà chua lúc lấy ra nó bị thành nước ạ, nó nhũn ra thành nước và không còn cái vị cái mùi thơm của cà chua nữa. Cho nên là mình bổ ra như thế này, mình cho một ít nước vào để cho nó khỏi bị bén nồi ạ, và mình đun sôi chín tương đối kỹ. Đấy, mình chỉ cho một chút nước như thế này thôi các bạn nhé, không cho nhiều đâu. Đun sôi khoảng 5 phút. Sau khi sôi ấy, khoảng 5 phút thì mình tắt lửa đi. Đơn giản thế thôi ạ, cực kỳ đơn giản. Thế này, cà chua nấu một tí nó bột ra luôn. Mình không cần nấu bột, nó cũng bột mất. Các bạn nhìn thấy không, chỉ vừa sôi xong là vỏ đã bị bóc ra rồi ạ. Mình thì không muốn bóc vỏ, mình vẫn muốn cà chua là còn nguyên miếng, cho nên là mình nhẹ nhàng và chỉ đun sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp các bạn nhé. Đó ạ, cà chua nhà mình là cà chua organic cho nên là rất là bảo ạ. Vỏ cực kỳ dễ chóc, các bạn nhớ cái đặc điểm này nhá. Các bạn nhớ đặc điểm này để khi ta chọn mua cà chua ngoài chợ ấy, thì mình sẽ chọn được cà chua ngon. Đun sôi khoảng 5 phút thì mình tắt lửa để nguội. Và mình tráng thật kỹ những cái đồ đựng đi mà mình đựng vào rồi để cấp đông trong ngăn đá tủ lạnh. Mình sẽ cho vào trong cái khay thủy tinh như thế này. Đấy,
thơm lắm ạ. Nếu như các bạn ở ngoài thì các bạn sẽ ngửi được cái mùi thơm của cà chua. Mình để như thế này thì là khi mình nấu những như là món canh cá hoặc canh xương ấy thì nó còn nguyên cái miếng cà chua như thế này các bạn ạ, thì ngon hơn. Mình sẽ có một video khác hướng dẫn cách bảo quản cà chua theo kiểu sốt. Thì mình sẽ làm những món sốt cà chua như làm spaghetti các thứ thì là nó sẽ sử dụng cái cách bảo quản thứ hai. Còn mình bảo quản theo cách này thì cái miếng cà chua nó còn nguyên, ăn nó cũng cảm quan sẽ đẹp hơn và ăn cũng cảm thấy còn cái vị của cà chua hơn các bạn ạ. Đây cà chua nhà mình tự trồng cho nên nó rất là bở, chỉ nấu khẽ được một tí mà đã muốn bở tơi ra rồi, cực kỳ thơm ạ. Cà chua organic cho nên là rất là thơm. Mình bảo quản như thế này các bạn nhé, và để vào ngăn đá này. Thế sau khi để vào ngăn đá mà nó đông thành đá rồi thì các bạn dỡ ra và dùng dao chặt các bạn nhé. Ví dụ như một khay của mình như thế này thì tùy ạ, mình sẽ chặt đôi ra này, xong lại chặt làm 6 chẳng hạn, một cái khay này là 6. Thì mỗi bữa mình chỉ nấu một bữa như thế này thôi thì lúc giờ không phải chặt nữa bởi vì nó đông thành đá rồi, rất là ngại ạ. Mà mình để trong từng cái khay nhỏ ấy thì nó cũng rất là bất tiện, thì mình cứ để trong một cái khay lớn như thế này. Thì khi nào ăn thì mình chỉ mang ra thì mình chặt một lần thôi. Một khay như thế này mình chặt làm 6 hoặc làm 8 thì mỗi lần ăn thì mình lại có được một cái miếng như thế. Đậy vào và để đá lạnh các bạn nhé. Các bạn thân mến, sau khi đã để nguội thì mình cất vào trong cho các hộp của các lọc. Mình sẽ cất vào đây. Với cách bảo quản như thế này, các bạn sẽ có cà chua dùng quanh năm và vẫn đảm bảo được màu sắc cũng như là hương vị của quả cà chua. Chúc chị em và các bạn cất giữ được những quả cà chua ngon, lành, đảm bảo hương vị, giữ hơi ấm của bếp trong căn nhà yêu thương của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Trong video tới, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sốt tương cà chua. Đây là cách bảo quản cà chua thứ hai trong các món ăn mà cần đến sốt ạ. Chào chị em và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn